Xin chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của cửa hàng âm thanh 5 dép. Trước mặt các bác đây là một lô loa phải nói rằng rất là cao cấp đến từ thương hiệu Goda của Italia. Về lô loa này thì đây là một trong những cái lô loa mà phải nói rằng là rất hiếm gặp ở trên thị trường và cũng phải nói là rất là khó khăn. Cửa hàng em mới đưa được lô loa này về để phục vụ các bác, để cho những bác nào mà đam mê âm thanh có điều kiện một chút thì chúng ta trải nghiệm một dòng loa xịn. Xịn sò. Về thương hiệu Goda này thì đây là một cái thương hiệu rất là nổi tiếng đến của Italia. Dòng loa bãi của loa này thì rất là hiếm gặp cực kỳ luôn, phải nói là rất là hiếm. Các bác lên chợ có lẽ là cũng có một hai cửa hàng đã từng bán những cái dòng loa này và giá thì rất là đắt, tại vì là cái dòng loa này giá rất là cao cho nên mà hàng bãi của nó cũng rất là hiếm luôn, rất là hiếm, nói thật là thế, là rất là hiếm luôn. Thì cái lô loa ngày hôm nay bên cửa hàng em giới thiệu với các bác đây trước mặt luôn, nó được làm bằng thùng gỗ màu màu ghi, màu xám, là phải là màu ghi đấy, màu sáng các bác nhé. Đấy, các bác xem toàn bộ nội thất của nó đây. Có model là V12, V12 tức là bát 30. Ở bên hông của nó thì nó sẽ được khắc CNC chìm cái chữ Goda đấy, làm hai bên hông luôn. Cái lỗ đây là lỗ để treo loa, và cái lỗ này thì bình thường thì là thiếu ốc các bác nhé. Thì là do là bên bên Trung Quốc ấy, khi mà họ cắt sàn xuống đó thì cái ốc đó họ không nhập lại cho mình, họ vứt luôn. Thì đây là cái lỗ, đây là vị trí để chúng ta gọi là treo loa lên đấy. Ê căng thì được làm màu trắng sữa đấy, thùng thì màu xám nhưng ê căng là màu trắng sữa. Bên trong có một lớp lưới để chống bụi đấy, chống bụi đảm bảo là bảo vệ chiếc màng loa không bị bụi bám vào cả màng và cả gân đấy, rất là đẹp và rất là cao cấp luôn. Thùng kiểu này là thùng không phải là thùng cân quá nhá, thùng nó hơi lệch một chút, tuy nhiên là rất là đẹp. Nó không phải là dạng kiểu thùng thùng vát giống kiểu Martin, mà đây là thùng thiết kế rất là đẹp và rất là mốt, rất là thời thượng hiện nay luôn. Đấy, thùng rất là đẹp. Toàn bộ những cái ốc treo loa của nó lại được mạ mạ không dỉ, mạ kẽm đấy, và nó màu trắng. Thậm chí là từ cái ốc ốc căng loa này, các bác nói là cái ốc để tháo e căng loa. Thì khi các bác tháo e căng loa là chúng ta sẽ vặn hai con ốc này ra, và dưới hai con mà chúng ta nâng cái e căng ra thôi, rất là đơn giản, không cần phải cạy, không cần phải kéo gì hết, rất là dễ. Để các bác về các bác có thể là tháo là tự tay để chúng ta kiểm tra được cái chất lượng của loa bên trong. Về dòng loa này thì đây, cái tiêm Goda nó được làm bằng nhôm đây, làm bằng nhôm và được khắc CNC treo ngay chính giữa của loa, rất là đẹp luôn. Đây, các bác xem. Đấy. Lô loa này thì không có nhiều các bác nha, có tổng cộng là hơn 10 đôi thôi ạ. 10 15 đôi, tổng cộng là 15 đôi. Đấy. Các bác xem toàn bộ lô hàng này rất là chất luôn. Về thông số kỹ thuật của loa. Thông số kỹ thuật của loa thì ở phía sau chạm loa đây. Đây là hôm nay là thợ em đã kiểm tra và đánh dấu là lấy số luôn. Đấy, lấy số luôn, số 9 này. Bên kia là số 7 kìa. Đây có thấy là số 7 kìa. Đấy, lấy số hết. Tức là bên em đã kiểm tra từng chiếc một cho các bác. Thì ở đây là nó sẽ có chúng ta là model là V12. Con này công suất làm việc của nó rất là lớn các bác nhá, tới 400W. Đây. Power wiring là 400W, kháng trợ là 8 ohm. Và con loa này thì có số series của nó là không trùng nhau. Đấy, tức là mỗi một loa là có một số series, và số series này nó in luôn lên trên chạm loa chứ không phải là in tem dán lên đây. Nó in ngay lên trên cái chạm loa phía sau luôn. Đấy, nó làm rất là kỹ như thế. Đấy, rất là đẹp. Thùng loa rất là đẹp các bạn, nhìn kiểu dáng này để trong nhà thì không có thể chê được rồi, rất là đẹp luôn. Em mà hôm nay là mới kiểm tra xong thì ngày mai ví dụ như là hàng đi được có mấy cái chỗ mà nó chầy chầy như thế này thì bên em sẽ tút tát lại cho bác một chút. Đấy, chất tút đây. Đấy, nói chung là lô loa này quá là đẹp luôn, chất âm thì không thể chê được. Thì đây các bác xem toàn bộ lô loa của em, thì bây giờ em sẽ cho các bác xem cái nội thất của nó nhá, cái nội thất của loa này luôn. Chiếc bát của nó của hãng Trier. Đây là một hãng loa của Italia, Italia các bác nhé. Về dòng loa của hãng này thì các bác không cần phải nói nhiều, đây là một cái thương hiệu vô cùng nổi tiếng và rất là đắt. Nó ngang với Phaeton luôn, bát của hãng này thì ngang với Phaeton luôn. Và lưu ý các bác là khi mà các bác mà gặp những cái dòng loa mà mua hàng bát của hãng này thì chúng ta nên mua ngay. Thì thực sự đây là cái bát rất là hay, rất là cao cấp. Cái model chúng ta có thể là lên trên eBay chúng ta tra cái giá của cái chiếc bát loa này luôn. Đấy, họ sẽ bán theo từng chiếc một coi nhé. Thì là các bác là gõ chữ đây thương hiệu của nó, xong đến là cái tên là CM1246
gạch ngang 200 VKF Alex đấy. Thì khi mà chúng ta gõ cái tên này thì trên eBay nó sẽ có giá của cái loa này, và giá của cặp một cặp bát này nó rơi vào khoảng tầm đấy, các bác nhá, lưu ý là khoảng 8 triệu một cặp loa bát này, rất là đắt, không hề rẻ một chút nào đấy, mình cái bát không các nhá. Thì con này nó sử dụng bát này thì không cần phải nói nhiều, đây là bát rất là xịn. Và tiếp theo là chúng ta có thể là xem cái cổ loa, cái dầu loa của cái bát này. Đấy, đây là một cái thương hiệu của Italia. Thì ở trên đây thì nó cũng có số seri luôn. Đấy, nó dán số seri luôn các anh nhá. Đấy, đây em đã lấy nét cho bác xem. Đấy. Đấy, tất cả những cái dòng loa này khi mà được nhập về thì được hãng đều dán số seri. Seri để kiểm soát về chất lượng của dòng loa này. Đấy, chúng ta sẽ thấy là cái số seri của loa này. Đấy. Và tiếp theo con này nó sở hữu chúng ta là một cái côn 76, côn 76, côn nhôm dẹt, nhện rất là lớn. Đấy, chúng ta để ý là hàng xịn này khác với hàng thường một chỗ là chúng ta thấy là từ cái dâu của loa, cái dâu của nó làm rất là chất lượng và rất là đẹp như thế này. Từ cái keo cổ bác để ý này, cái keo cổ nó đẹp không? Đẹp mí miều luôn, từ cái keo của nó đẹp, từ cái nhện của nó rất là đẹp luôn. Thì con này là sử dụng, chúng ta xem này, đây là màng loa. Con này là sử dụng màng gần 3 sóng, đấy, gần 3 sóng có độ nhạy rất là cao. Tiếng bass rất là mềm sâu các bác nhá. Đấy. Đấy các bác này là gần 36 này. Đấy, gần 36 nhá. Gần nào rất là đẹp. Con này thì không phải là gần dầu ướt, không có dưỡng gần. Nó là gần ẩm thôi chứ không phải là gần ướt bác nhá. Đấy. Nó đã có dầu dưỡng ẩm ở đây. Đấy, đây này chúng ta thấy là cái gần của nó là ẩm ẩm chứ không phải là dạng là ướt giống như những cái dòng loa khác. À, rốn của nó. Đây các bác xem cái đường kêu rốn của nó, đường kêu zin của nó rất là đẹp như thế này. Đấy, toàn bộ là rất là đẹp. Màng do rất là sâu, màng rất là cứng nhá bác nhá. Đấy này, màng chúng ta nhấn vào cái loa này nó hầu như nó không có sự biến dạng. Lúc khi mà chúng ta đánh ở cường độ lớn thì không có lo bị gãy màng hoặc không phải lo bị rách màng. Đấy các bác xem lại toàn bộ cái loa của nó, rất là xịn luôn, cực cực là xịn. Nói chung là cái dòng bát này thì không có gì để nói nữa, bát vô cùng xịn rồi các bác luôn. Đấy, tiếp theo. Đây, không thì các bác hồi hộp luôn, em sẽ cho các bác xem luôn cái chất loa. Cũng là một siêu phẩm đến từ Italia, cũng là sản xuất tại Italia luôn. Bát 18 cộng, sau 18 cộng. Đây. Đây có model. Model là HD1050. Đấy. Con chép này hiện nay các bác mua không có giá dưới 10 triệu các bác nhá một cặp. Đó là em nói thật, và chép này được sản xuất tại Italia luôn, made in Italia. Các bác xem này. Đấy, made in Italia. Các bác lưu ý là rất ít những dòng loa hiện nay trên thị trường sử dụng cái tép của hãng này, tại vì cái hãng tép của hãng này rất là đắt. Rất là đắt. Và loa của cái hàng sâu 18 này, sâu 18 cộng này, thì cái bát này rất là đắt các bác nhá. Cái bát và cái tép của dòng loa này cực kỳ là đắt luôn. Không phải những cái hàng nào cũng có khả năng là chi trả cái số tiền lớn để chúng ta mua sở hữu cái bát và cái tép này. Và khi mà cái bát cái tép này thực sự là một cái điểm cộng rất lớn của cái dòng loa này. Cái giá trị nhất của cái loa này là chính là cặp tép này, không phải cặp bát kia, mà đắt nhất lại là cặp tép này, và hay nhất vẫn là cặp tép này. Đó là khẳng định các bác luôn. Em không cần các bác phải mua cho em tép neo, không cần phải mua cho em bất cứ một cái tép từ lớn, côn lớn làm gì cả. Các bác mua cho em con tép như thế này, một cặp tép như thế này là một cặp tép xịn, cực kỳ là xịn luôn. Đấy. Đấy, các bác xem toàn bộ cái tép của nó này, nhìn cái tép phát kết luôn. Dân trong nghề gọi là, dùng cái từ gọi là dân trong nghề, nhìn phát là biết luôn, không cần phải nói nhiều các bác. Đấy. Đấy, các bác này, cái dầu của nó này, dầu của nó là hàn luôn vào trong tép, không cần phải ghim gì hết, tăng cái độ tiếp xúc và nó rất là chắc, nó không bị bung. Đấy, toàn bộ zin của nó này, đấy các bác thấy không, hàng của Italia, sản xuất tại Italia luôn. Đấy, tiếp theo là phần tần. Phần tần của con này cũng vô cùng là xịn luôn, cho bác xem luôn cái phần tần của nó này. Đây, em không cần nữa đấy, các bác thấy là phần tần này, nhìn kết chưa. Đấy, phần tần rất là xịn luôn. Một con trà cán lớn của loa bát, một con nhỏ hơn là của loa bát tép. Trên phân tần cũng có số seri theo loa luôn. Đấy. Từ cái tụ, cái chớ của nó đều là tụ xịn hết. Đấy. Các bác xem này. Đấy. Nói chung là cặp phân tần này, nếu như gọi là cái loa này, cặp phân tần bài này nếu mà để bóc ra thì bán cũng không có giá, không dưới 2 triệu một cặp phân tần này. Bác nào đã từng chơi loa và đã đi mua những cái phân tần ấy, đấy em nói thật luôn, bác nào mà đã từng đi mua những cái cặp phân tần ở Việt Nam mình, những cái bác mà thợ mà lắp ráp được có cặp phân tần là 4-5 triệu, là các bác biết được cái giá trị của cái phân tần xịn như thế nào, cực kỳ là đắt luôn. Đấy, em chưa nói đến phân tần của loa nghe nhạc, cái phân tần của loa sân khấu rồi loa karaoke bình thường thôi. Đấy, có những người ở Việt Nam mình đang lắp những cái phân tần bán 4-5-6 triệu là bình thường. Đấy, vì là
những cái phân tần nó họ sử dụng những cái linh kiện rất là cao cấp, đắt để đưa cái linh kiện. Đấy, các bác biết được cái giá trị của hàng xịn như thế nào. Và cuối cùng nữa là cái mà các bác đang mong chờ nhất ở này, đồ loa này, đó là giá bán và cam kết tại cửa hàng. Đối với dòng loa này thì bên em sẽ bán cho các bác cái giá cũng vô cùng hợp lý, nói là xịn, tuy nhiên là giá cũng không hề cao giống như những dòng loa khác. Giá là 9 triệu 800 ngàn đồng một cặp, giá tại cửa hàng. Em nói lại là 9 triệu 8 một cặp, giá tại cửa hàng chưa bao gồm phí ship. Đó là em nói thật nhá. Còn loa này là cam kết với các bác là bao hay, bao zin, bao xịn luôn. Bao hay, bao zin, bao xịn, bao đẹp. Về các bác nào mà cứ cam kết như như em mà làm, về các bác cứ kêu thầy thợ đến kiểm tra, nghe không hay các bác có thể là liên hệ cửa hàng em để trả hàng. Không hay, trả, không zin, trả, không xịn, trả. Và không bao ship nhá.